Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Duy Khả nè mọi. Và ngày hôm nay thì sau khi update ngày hôm qua mọi người, thì mấy chủ Phật Sơn Ký Sử đã ra một phiên bản khá là hấp dẫn và khá là hay, và cũng như là làm cho cái những cái cuốn bí kíp của mấy chủ này bắt đầu giá nó chênh lệch với nhau và trao đảo một cách khá là khốc liệt. Nhưng lúc nãy anh em cũng đã thấy thì Khải có mở cho bang hơn 100 mấy chục cuốn bí kíp á. Vừa rồi thì Khải cũng đã bán cho bang từ Kim Mộc Thủy Hoa Thổ. Cũng khá là nhiều bộ bí kíp để anh em lên vũ khí lên tiền. Thì hoàn mỹ lên tiền như thế nào và như thế nào anh em cùng theo dõi video này Khải cùng Khải nha. Thì anh em biết là cuốn bí kíp lúc trước anh em cách đây hơn một tháng trước thực sự là bán không ai mua. Nên là bang thì cứ dư một tuần là mười mấy hai chục cuốn thì Khải cũng mở ra, Khải để dành đó đến bây giờ. Thì ai ngờ là sẽ nó lại có cái tác dụng này mà. Hồi đó cho không ai thèm lấy luôn mọi người. Cho không ai thèm lấy luôn em, đâm ra cho cờ lon đâu, cỡ cả Văn Lâm Kích cũng phải đi cho cờ lon luôn nè. Cả kỳ tiền luôn nè. Mà giờ lúc này đấu cuốn Văn Lâm Kích 8 kim anh em thấy chưa? Kinh khủng chưa? Rồi. Cho anh em xem thử nó như thế nào. Đây mà sao biết kiếm nó đắt giá như vậy đây. Thì đỡ mà ép hoàng mỹ lên tiền, đồ xanh tái khởi của phiên bản mới này của cái cụm mấy chủ này, S8 Phật Sơn Ký Sử này á. Thì anh em cùng xem nha. Thì sứ giả lên tiền này, chúng ta sẽ ép ở tại sứ giả lên tiền 193203. 193203. Ok. Tương dương 193203. Đây nè. 193203. Chắc là gần cái thằng lửa quang. Sứ giả lên tiền rồi. Đâu, ok. Đây. Rồi giờ chúng ta bật thêm đọc thêm nè. Và sau khi ép thì sẽ cần một bảo thạch nghiêng khó. Thì cái này Khải cũng đọc sơ sơ qua rồi. Nâng cấp một mấy lên tiền. Và cái bảo thạch nghiêng khó này làm sao được có. Đây. Thì chúng ta cùng đọc bên dưới. Rồi tiếp tục là lên tiền thiên thạch từ 1 đến 10. Thì bây giờ Khải chỉ lên tiền hoàng mỹ thôi nè. Thì là cấp 0 đó mọi người. Thì Khải lên cấp 0 thôi. Nên là cái lên tiền từ 1 đến 10 này Khải chưa sử dụng đến. Cũng như là chưa xài đến là cũng không cần quan tâm làm gì. Để sau này mình ép từ cấp 1 lên cấp 10 nữa. Rồi. Nói đến lại cái vấn đề bảo thạch nguyên khoáng á, thì ở đâu mà ra? Thì đây nè. Thì nó là một nguyên liệu cần dùng để nâng cấp lên tiệc hồng mỹ. Và để đổi được bảo thạch nguyên khoáng này chúng ta cần một trang bị đồ xanh thỏa mãn điều kiện tới Nervouser để đổi. Nervouser vừa rồi đó là sứ tiệc là sứ giả lên tiệc nè. Để đổi thành 100% thành công đó. Thì đơn giản lúc nãy Khải không hiểu, Khải còn hỏi anh em đi trước á, anh em ép rồi á. Thì mới ép lúc nãy thôi nè. Thì mình chỉ cần những trang bị đồ xanh, ví dụ như đồ sinh lực từ 170 đến 200. Thì mình đến chỗ ông Nervouser đó mình đổi thôi, chứ không cần phải yêu cầu nhiều đó. Đó, đơn giản như thể lực, nội lực, sức mạnh, các kiểu mọi thứ. Đó nè, đó. Nó có cái điều kiện bên tay phải nè. Đó. Thì mình cứ làm theo thì mình sẽ có được một cục bảo thạch nguyên khoáng 100% thành công. Đó. Thì tất cả cái hiệu ứng này nè, như kháng tất cả này nọ đó. Và sau khi có được cái bảo thạch nguyên khoáng rồi á, thì chúng ta còn xem công thức. Thì công thức chúng ta đó là một bảo thạch nguyên khoáng này. Đó. Cộng với 2k vạn. Đó, 2k vạn thì vô tư rồi, một bộ bí kíp môn phái kèm với 2k su. Kèm với một trang bị lên tiệc cơ bản à. Thì nói chung lúc nãy hơi rối là Khải cứ nghĩ ở vấn đề là anh em hiểu vấn đề này. Lúc nãy Khải cứ nghĩ em ở cái nỗi lên tiệc Khải á, thì Khải có 5 dòng nội lực này, tốc độ này, sát thương vật lý ngoại công này và sát thương lý ngoại công điểm này kèm với hút nội lực á. Thì Khải nghĩ là nó giống như đồ tím anh em. Thì Khải nghĩ là mình sẽ cần một cái phôi nội lực này, mình cần một cái phôi tốc độ đánh ngoại công này, mình cần một cái phôi sát thương vật lý ngoại công phần trăm này, và mình cần một cái phôi sát thương vật lý ngoại công điểm nữa, và kèm với một cái phôi hút nội lực 6% nữa. Thì mình nghĩ là có đến 5 cái như vậy á. Thì mình nghĩ là đỡ mà tìm thì nó rất là khó, đỡ mình trang bị lên thì rất là khó. Nhưng mà không ngờ thì chỉ cần một thôi anh em ơi, một cái tiêu chuẩn thôi. Một trong tất cả các dòng này mình chỉ cần một cục là được, không cần phải suy nghĩ nhiều thì nó sẽ lên được hòn mỹ lên tiệc đó. Thì Khải nghĩ nếu mà như vậy thì em quá đơn giản rồi, mình chỉ tốn kém vào cái phần đó là lỡ bay bí kíp thôi, là vì bí kíp nó khá là hiếm nè, tầm này đơn giản nên rất là hiếm rồi. Ok, và chúng ta sẽ ép hòn mỹ lên tiệc, đó là hòn mỹ lên tiệc cấp 0 nha em. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với ép, và chúng ta sẽ ép ngay bây giờ 100% lên nè. Ở cái lần này là lên hòn mỹ là 100% lên nha, với cấp 0 nha. Rồi ok, không nói nhiều nữa anh em ơi. Và trước khi ép thì anh em cùng nhìn sơ qua, thì hiện tại trên người Khải chưa có phi phong nữa nè. Thì lực tay Khải đang có là 9600, là sẽ đồ Khải đang đi áo nhu tình, là Khải được một cái năng vốn có một cấp là lực tay hơi cao nè. Còn nếu mà Khải có thêm cái phi phong một cấp nữa thì lực tay Khải hơn 10k đó mọi người. Đó. Này thì Khải không có cái phi phong, Khải đang mang áo nhu tình này. Nếu có phi phong thì lực tay Khải sẽ đặt tóc nè. Đó. Còn em là lần trước em xem biết rồi, thì bây giờ test ở cái mức độ đồ xanh đi cho anh em dễ tìm hiểu. Đó, như Khải sẽ mang áo xanh này vào, áo thủ lý lâm trầm phục hồi vào, không mang kiếm này. Hiện tại lực tay Khải đang đó là khoảng 8800, không mang kiếm năng từ áo nè. Đó, 8800. Rồi ok, mình dùng như là ép nè. Ở cái cây nỏ này thì 21, 23. Thì bây giờ Khải ép lên 30, 30 thì với lại max 75%,
nỗ lực được tất cả, nó mất hết, nhìn thấy đẹp lắm nè. Chiếc đồng bàn khá là bò tây nón. Nói chung là chiến về set nữ thì khá đồ khá tương đối nè. Nói chung là cũng được 150 chậm á, cũng được đặt móc 80 40 chó đó. Ấn thủ lý 25 đó. Rồi giờ chúng ta ép nha. Trước ép này khá sẽ lấy xuống một cây vũ khí nè, hai cái bạn, hai cái xung vô. Đổi nâng cấp lên tiệc, nâng cấp đỉnh cấp, nâng cấp lên tiệc thành hồng mỹ lên tiệc. Ok, chúng ta sẽ tìm có tên và vũ khí của mình, đó là đó là gì đây, hám thiên thiên quang mạng vũ. Ok, bỏ vô nha nam. 100% thành công. Ở cái cấp độ mà lên tiệc hồng mỹ thì 100% lên nha nam. Đó, nhanh gọn. Úi giời, quá đẹp. Đó, thấy chưa, thấy chưa, mắt tất cả nam ơi. 330 75 36 quá đẹp. Cái vấn đề dưới là kỹ năng bảo vũ là ho một cấp luôn anh em ơi, cấp luôn anh em, trừ không cấp nữa. Để chúng ta cùng tìm hiểu thử là cái chỗ đó là như thế nào. Được, hãy mang cái cây này vào thử. Lúc nãy là 8800 lực tây, mang cái này thì chỉ được 9 cái mới. Mang nè. Được thêm 200 lực tây nữa nè. Nói chung là cũng được thêm 200 lực tây nữa, mà tốc độ nó sẽ đẹp hơn. Và nói chung nhìn cái này nó kiểu nó lên hồng mỹ lên tiệm, nó đẹp hơn nè. Quá đẹp luôn nè. Đó, nói chung là lên được hơn 200 lực tây. Với cái chỗ này thì cũng được nè. Lúc nãy là Khải cái cây có 23 điểm á, lên được 7 điểm nữa nè. Với lại 69% lên được 75%, được 60% thì trong một tương đối lên được 200 lực tây, cũng khá là đẹp rồi. Sau này mình ép lên được cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến cấp 10 thì tỷ lệ nó sẽ như sau. Anh em theo dõi nè. Anh em, nếu như anh em mà ép lên được nha, ví dụ như Khải đã ép xong đúng không? Đó, ok. Và bây giờ đợi chúng ta ép từ cấp 1 đến cấp 10 thì đây anh em ơi, công thức này. Công thức của chúng ta nâng cấp lên tiệc cấp 1, cấp độ này. 1 này, cấp độ 1 thì sẽ được 77 sát thương. Đây nè. Đây là ví dụ như cái nỏ nha, hiện tại đang Adder đang quảng bá là như một cây mộng lâm của Thiếu Lâm Quy. Thì chúng ta coi ví dụ như cái nỏ này thì nó sẽ có tăng cái độ phần trăm theo 2 đó, từ 77 này, 79 này. Cũng như là sát thương của bạn em, sát thương người tăng 1 điểm, cũng khá là đẹp. Nếu mà cái nỏ khải mát thì tốc độ đánh sẽ là 40 và sát thương sẽ là 40 điểm. Đó. Kèm với sát thương phần trăm nó là bao nhiêu? 85% thì phải. Ui, 100% anh em à. Nếu mà sổ này mát nè, đó. Nếu mà sổ này mát này, ví dụ như có cái nỏ này, có cái nỏ này nè. Rồi cho anh em tham khảo cái nỏ này. Đó, đây là đang đây. Nói cho anh em giờ hiểu đây, như cái đỏ này. Nó sẽ lên từng bậc rồi 1 điểm, sát thương phần trăm thì 2. Rồi một bậc này, đó. Đó, nè thấy chưa? Cấp 2 này lên từng bậc đó. Cấp 3 này, đó. Cứ một tóc là một sát thương, một tóc là một sát thương. Cấp 5 này. Đó, ok chưa? Đó. Công thức thì anh em cùng xem này. Ở một cái công thức ép lên như thế này á thì chúng ta sẽ tốn là một bảo thạch nghiêng khoáng, là lúc nãy là cái điều kiện đồ xanh đó nè. Cái món đồ xanh mà tương đương á, chúng ta sẽ ép ra được một bảo thạch nghiêng khoáng. Ok. Một lên tiệc thiên thạch. Cái này nè, cái này là mua từ cấp 1 đến cấp 10 nè. Lên tiệc thiên thạch từ cấp 1 đến cấp 10 lúc nãy Khải có nói. Thì mình đánh cấp ép bao nhiêu thì mình mua số, cái số của nó giống tương đối bao nhiêu. Rồi với lại một cây dạng, một cao su, một bộ bí kíp này. Cái quan trọng ở đây là vẫn là một bộ bí kíp anh em ơi. Đó. Kèm với ba viên thủy tinh. Ba viên thủy tinh khác màu là tử lục lam nè. Đó. Ba viên thủy tinh, một bộ tinh hồng. Hay một phúc duyên đại. Phúc duyên đại là bình thường rồi. Một quân tích lũy 10k điểm tốn kim, kèm với một hồng mỹ liên tiệp. Ok. Đó, sử dụng lần tiệc này ví dụ này, đúng rồi, công thức là 1 đến 10 nè. Rồi. Mà nhưng mà tỷ lệ thành công từ 1 đến 10 đó mọi người. Ví dụ như từ 0 lên 1, tỷ lệ 20%. Từ 1 lên 2, tỷ lệ 20%. Và tỷ lệ từ 3 lên 4, 4 lên 5, 5 lên 6, 7 lên 8, 8 lên 9, 9 lên 10. Vẫn là 20%, không gì thay đổi nè. Nếu mà mất thì sẽ bị mất hết nguyên liệu và cây hòn mỹ lên tiệc vẫn còn nguyên như nè. Đó. Thì ở với cái hướng này thì những cái món như là thủy tinh, tinh hồng, là baby kip, điểm tống kim, rồi những cái món mà họ lên tuyệt sẽ gọi là có giá trở lại này mà. Cũng khá là hay. Ở lần thay đổi này Khải thấy cũng khá là hay. Rồi, nói chung thì
Sau khi ép lên rồi Khải cũng thấy là khá là ok nè mày, nhìn cái vũ khí cũng khá đẹp. Nhìn tham khảo sơ qua thì mình cũng đã hiểu đơn sơ cũng như là hiểu cách để làm nè mày. Nếu mà như vậy thì bây giờ mình cứ cố gắng, nói chung là đỡ nó cố gắng đắp lên cấp 10 thì hơi căng em. Ở bang thì chỉ có mỗi anh Tùng chơi đường môn căng quá, nên bây giờ mình đợi tranh giành cũng mấy ký với anh hơi căng em. Và nói lại một lần nữa chứ, sau khi mà anh em úp lên cấp 10 đó mọi người, sau khi anh em úp lên cấp 10, bảo dưỡng là họ một cấp thôi anh em. Đây đó, bảo dưỡng là họ một cấp thôi, không được ba cấp đâu anh em. Anh em đó thì cấp 9 thì vẫn là không nha anh em. Đó, cái đặc điểm ở đây là sau khi lên được cấp 10 thì cái cây vũ khí của anh em sẽ được là bảo dưỡng là họ cần một cấp, chứ không như những cái cùng mấy chủ hòn kim môn phái đâu nha anh em. Đó, nó khác biệt hoàn toàn nha anh em. Đó, anh em thấy ok chưa? Thì cây vũ khí nào cũng vậy nha mọi người. Đó, coi như là cái này là được bảo dưỡng là họ một cấp này. Rồi cái này là cựu công phi tinh một cấp này. Rồi có những cây vũ khí khác nữa, tùy theo cây vũ khí này. Như cây vũ khí này là phá thiên trảm này, thiên vương đao. Đó, rồi những cây vũ khí khác này là chi lục điện áp, như đây là cũng skin của thiên vương, chơi vong quyết thiên vương chiếm tiếp, cái này là cái là thiên vương chơi thiên vương thương, vô tường chạm là thiếu lâm đao. Đó, nói chung là đa số là sẽ là skin 9x này mà hoàng tạo thiên vương là cái vong bổng, thiếu lâm bổng, nói chung là tất cả đều đang đạt mang đầu giang một cấp này. Nói chung là tất cả là mỗi môn phái anh em chơi theo hướng nào, cây vũ khí nào thì nó sẽ được hỗ trợ một cấp về hướng đó. Đó, sau khi đặt mắt được 10 độ, 10 cấp độ của Hồng Mỹ Lân Tiện. Đó, đơn giản như tóm tắt như vậy thôi. Môn phái nào cũng vậy nha anh em, được cộng 1 skill 9x của cái cây vũ khí đó. Đó. Rồi, ok. Nói chung là như vậy mọi người ơi, không theo khoảng nghĩ là vậy, hiện chạm nên nó đó, như năm độc thì năm độc làm phân được cốt 1 cấp luôn. Đó, phân được cốt 1 cấp. Rồi nghe mi thì tâm nghe từ kiếp. Tâm Nga Tờ Tuyết thì Nga Mi trưởng một cấp. Rồi Vô Ma Ngọc Khấu tốc đánh 40. Úi sợ lúc này nó đánh chịu ai chịu nói nha. Tốc đánh 40 thì đặt 101 kèm phi phong là đặt 126. Ui lúc đó Nga Mi quýnh ai chịu nổi trời. Thấy dữ nha. Rồi coi cái nón, cái nón con lôn, nón con lôn lên tốc 40. Tốc 40 thì nó sẽ là 101. Con lô có sẵn 65. Cộng 40 là 101. Thì yên 40 cộng 1 cấp. Nói chung là đỡ ép lên cấp 10 nó nói vậy căng lắm nè. Thôi đơn giản nè. À quên rồi chứ. Ở cái một cái điều Khải đang muốn nói nè em là ở cái phi đao nè mà. Ở cái phi đao đường môn nè sẽ tăng lên được tốc 60 nha nè. Nó giống như cái vũ khí mắt ộp của Hoàng Kim Môn Phái đó nè. Cái phi đao á. Tại vì lúc nãy anh em có bảo phi đao. Đòi. Ui xôi. Phi đao là được 60 tóc. Ui trời, nó quýnh thôi ai chịu nói nè. 60 tóc kèm với 101 thì sẽ đạt 156 ở ngoài. Phi phong này nọ lên nữa thì cũng khá là chắc. Đó anh em, đặc biệt anh em có phi đao tốc độ đánh 60 rồi nè. Quá dữ luôn. Tốc đánh 60. Đó, rồi chưa. Phi đao này từng đẳng cấp nè. Phi đao có đặc biệt, nó giống như bên Hồng Kim á nè. Hồng Kim thì phi đao nếu mà lên cây phi đao mà mở khui được cây mát thì nó cũng tầm tốc năm mấy 60 đó mọi người. Đó, khai thái đặc biệt rồi đó. Còn cái nón con nón năm độc, nón năm độc thì mát thì tốc 20 thôi, không có nhiều. Nón độc mát tốc 20 thôi. Nó mát giống như những cái phiên bản Hồng Kim môn phái đó. Nhưng mà cái kỹ năng chính đích thì chỉ có một thôi. Bóng đỉnh khái, cái ba. Bao tay đồng cường, bao tay đồng cường mắt tóc 40 rồi nè. Ui tóc 40 nó chữ là thấu tiền lắm anh em ơi. Đây là người tóc 40 quá dữ. Thiên địa cực cập phong nón con lông, nón lông tóc 40 luôn á. Đúng rồi, nón lông tóc 40 luôn nè. Lâu đặng của thiên 40. Trời, này đặt tóc nó quấn khỏi nói luôn. Ok, nói chung thì ở video này Khải cũng đã giới thiệu cho anh em sơ qua về cái hướng ép lên tiệc Hồng Mỹ thì không có gì hơn. Kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho lần thay đổi của cùng với chủ này một cái ủng hộ, đó là chia sẻ mạnh nha. Hello Nguyên Lê nha.
Rồi, nói chung là sau khi ép nó cây này nhìn khá đẹp anh em ạ. Bên này thì cứ đợi dành bí kíp rồi ép tiếp thôi, ép tiếp tục thôi. Nó cấp 1 đến cấp 10 thôi, canh á, một vấn đề nan giải nè. Rồi, không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên like, chia sẻ ủng hộ video này mạnh đỡ nhiều anh em cộng đồng Nhỏ Lâm biết đến cái hướng lên tiệc lần đầu tiên của mấy chủ này khai mở nha nè. Nói chung là gọi là độc quyền nè. Hiện tại chưa có server nào làm kiểu này đâu mọi người. Khai cảm giác còn khá là hay nè. Đồ mô mình hàng nhiều. Ui, rất hàng chín. Kinh quá, nên kinh quá. Rồi. Đó, rồi, không gì hơn thì cảm ơn em nha. Đó, quá đỉnh cấp luôn em ơi.